trên cây rồi các bạn ơi. Ai ốp thì mà. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Để tiếp nối cho series Mỗi Ngày Một Pet Cưng thì nhân vật trong tập hôm nay đang đứng ở ngay cạnh mình đây các bạn ơi. Đó, trước khi giới thiệu với các bạn về chú pet cưng này thì mình sẽ quay sơ qua chúng ta một lượt cho các bạn xem nhé. Vâng, đây chính là nhân vật mà mình muốn giới thiệu và chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Rất là to và dài các bạn nhé, cực kỳ khủng. Đó, đang bắt bẻo trên cây đấy các bạn ơi. Tốc độ leo trèo rất là nhanh. Nhân vật mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay đó chính là một chú rắn hổ châu cực kỳ to và dài các bạn nhé. Loài này thì ngoài cái tên hổ châu như mình vừa nói thì tùy theo vùng miền nó còn có những tên gọi khác nhau như là rắn giáo châu hay là rắn long thừa các bạn nhé. Đây là một loài rắn không có độc và nó có thể phát triển tới một kích thước rất là khủng. Thậm chí là có thể dài tới khoảng 3 mét và nặng tới 5-7 kg. Rắn hổ châu này thì mặc dù là có kích thước rất là to lớn như vậy nhưng mà nó là một loài không có độc các bạn nhé. Và cũng chính vì không có độc nên là nó dùng cái tốc độ của mình để săn mồi, cho nên là nó có một cái tốc độ di chuyển rất là nhanh, bơi lội hay là leo cây cũng rất là giỏi. Rắn hổ châu thì thường sinh sản cũng giống như là đa số các loài rắn khác, đó chính là sinh sản vào mùa cỡ khoảng tầm tháng 5 đến tháng 9 dương lịch hàng năm các bạn nhé. Rắn hổ châu cái thì có thể đẻ từ 10 tới 20 trứng một lứa và thời gian ấp trứng của rắn hổ châu thì cũng khá là dài, nó vào khoảng 75 ngày tức là 2 tháng rưỡi. Rắn hổ châu này thì kiếm ăn chủ yếu vào ban ngày, thường thì sẽ từ khoảng 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều các bạn nhé. Và con mồi ưa thích ở ngoài tự nhiên của nó thì là cóc và chuột các bạn nhé. Hiện nay ở nước ta thì cũng có khá là nhiều những cái trang trại nuôi rắn hổ châu thương phẩm. Thì cái công việc nuôi rắn hổ châu thương phẩm thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Ngoài ra thì còn rất nhiều người cũng giống như mình đây, tức là chỉ nuôi 1-2 con để làm pet cưng. Nếu mà rắn hổ châu ở ngoài tự nhiên mà các bạn bắt về thì nói chung là nuôi cũng tương đối là khó, cần phải khá là nhiều kinh nghiệm. Con này thì mình nuôi cũng khá là lâu rồi và nó cũng mới ăn mồi thôi, cho nên là trông nó cũng vẫn khá là gầy. Loài rắn này thì nó là khá là nhát mà các bạn, cho nên là nếu mà từ hoang dã mà các bạn nuôi nhốt thì cái thời gian đợi chờ nó gọi là kiểu thuần thì mất khá là nhiều thời gian, thậm chí là tới vài tháng nó không ăn mồi nhé. Nhưng mà rắn thì hổ châu nó cũng như các loại rắn khác, nói chung là nó nhịn ăn thì rất là giỏi, cho nên là các bạn cứ để nó ở nơi yên tĩnh kín đáo và cho một thùng nước khay nước vào là được. Và đầu tiên thì nên cho ăn bằng cóc, các bạn cứ để cóc vào đó thôi. Đó, hổ châu thì tùy theo khu vực nó sinh sống thì nó sẽ có từ màu nâu như thế này tới một cái màu vàng nhạt. Nếu mà nó ở khu vực nào rậm rạp thì màu nó càng sẫm đen. Còn nếu ở khu vực những cái đồi cao hay là nhiều ánh nắng thì màu nó sẽ nhạt dần, chuyển sang màu vàng nhạt giống như là cái phần thân này các bạn nhé. Đó. Đó, các bạn có thể so sánh cái độ lớn của nó so với một cái ống nước này các bạn này. Cho nên là nếu mà nhìn thực tế thì cái kích thước của nó sẽ rất là to đó các bạn. Đôi khi là quay qua video thì các bạn khó cảm nhận được cái độ lớn của nó, cho nên là mình có một cái vật so sánh ở ống nước này này. Nó gấp rất là nhiều lần so với ống nước các bạn nhé. Nó cỡ bằng cổ tay của mình đó.
À, có một đặc điểm nữa của loài hổ trâu này mình quên chưa nói với các bạn, đó chính là khi mà bị làm phiền thì nó không giống như hổ mang. Hổ mang thì nó sẽ phình cái phần cổ theo chiều ngang, còn hổ trâu như các bạn đang quan sát đây thì cái phần cổ của nó sẽ phình theo chiều dọc thân các bạn nhé. Đó, đó là một cái đặc điểm nó khác so với hổ mang hay là hổ chúa. Hổ trâu này thì nó giống như với hổ ngựa, tức là nó sẽ phình cái phần cổ theo chiều dọc của thân. Đó, các bạn có thể quan sát phần cổ nó đang phình dọc theo chiều thân. Vâng, như vậy là mình vừa giới thiệu sơ qua với các bạn về chú bét cưng của mình. Đó là một con rắn hổ trâu. Nó to xác nhưng mà cũng tương đối là hiền lành các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo với những con bét tiếp theo của mình. Xin chào.